Đồ câu Trần Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một số hai chục máy nha mọi người. Tất cả máy đều dòng đời cao nha mọi người. Dòng cao, giá thì nó trên 600 ngàn một con. 600 trên 600 ngàn một con, như cái con Abu, Shimano LF hay Anot, Shimano Ultegra, Bio, Tinpower. Thì anh em nào lấy con nào thì alo trực tiếp cho em nhé. Còn em báo giá cụ thể đây, thì anh em nào lấy thì alo cho em nhé. Còn anh em chưa biết về giá mấy cái máy câu thì anh em xem cho vui nha. Đừng bình luận phía dưới. Nói chung đừng anh em bình luận phía dưới thì có anh em nói những điều không hay lắm, nên em cũng không thích. Rồi, em giới thiệu mọi người cái máy số A1 nha. A1, anh em nào lấy cứ alo trực tiếp cho em nha. A1 là con Abu Cardinal 104. Con này xài 5 mặt đạn nha mọi người, đổi tay trái phải đều được. Con này bị mất cái logo ngay cái tay nha mọi người. Bên đây nó có cái logo giống vậy nè, nhưng mà đây nó gớt rồi, mất rồi, không ảnh hưởng gì nha. Nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ là cái ốp để bảo vệ, nó không phải bảo vệ, ốp để trang trí thôi. Con A1 này em bán cái giá là 600 ngàn. Con này cước 0.30 vô được 185 m. 0.30 vô được 185 m nha mọi người. Con này size tương đương của nó là size 4.000. Size 4.000. Êm nha mọi người. Quay êm nhẹ. Rồi, con A1 này em bán với giá là 600 ngàn nha. Gatio 5.1. A1 giá 600. Thân nồi carbon nha mọi người. Ta quay kim loại. Thế con A2 là con Shimano LF. Shimano LF C3000. Con này chạy chỗ nhiều nha mọi người. Nồi nồi nhôm. Con này là Shimano LF Malaysia. Hàng Malai xuất Nhật nha. Chày. Con này A2 em bán cái giá là 750 nha. Con này có bình dầu nha mọi người. Bình dầu. Núm dầu nè. Anh em mở núm ra thì châm dầu vô cho máy nó nhẹ. Khỏi cần mở hết cái máy nha. Chỉ mở cái núm ra mình châm miếng dầu thôi. Quay nhẹ em nha mọi người. Giá em bán là tiền nào của đó nha mọi người. Chứ máy máy câu thì nó nhiều giá lắm. Hàng bãi mà nhiều giá lắm. Giá nó chênh lệch với nhau dù về cái ngoại hình thôi. Ngoại hình. Con đẹp thì giá nó cao, con xấu thì giá nó rẻ. Rồi, con này con A2 nha. Size 3.000. Cước số 3 vô được 150 m nha mọi người. Rồi, A2 giá 750. Con này anh em về đánh lua. Chơi lua ISO đều được nha. Tới con A3. A3 cũng là con Shimano LF luôn, C3000. Con này thì nó sáng long sáng sáng hơn con kia. Cũng hàng Malai xuất Nhật luôn nha mọi người. Cước số 3 vô được 150 m. Con này đẹp. Quay nhẹ êm nha mọi người. Mấy cái dòng dòng đề cao hết nha mọi người. Hệ thống ABS nha. Con này con A3. A3 em bán cái giá là 1 triệu 100 ngàn nha. A3 giá bán 1 triệu 100 ngàn. Thế còn A4 nha. Ở quên
Cây gạt dừa của nó là, em coi gạt dừa cho nó mọi người. 1 2 3 4 5 5.2. Gạt dừa con C3000 này 5.2 nha mọi người. Đây con A4. A4 là con Shimano Aikos C3000 luôn. Con này chạy cũng nhiều. Con này cũng hàng Malai xuất Nhật nha. Nồi nhôm. Con Aikos này thì nhà nó ngang ngửa con Aikos nha mọi người. Size 3000. Quay nhẹ nha mọi người, im gu à. Con A4 này em bán cái giá là 600 ngàn nha. A4 bán giá 600. Cước số 3 vô được 150m nha mọi người. Số 3 vô được 150m. Shimano Malaysia xuất Nhật nha. Con A4. A4. A4 giá em bán 600 ngàn nha. Tới con A5. A5 này con Daiwa. Này là thương hiệu nó là hàng Bichiner nha mọi người. Có chế độ xả nhanh. Bách Lê Game. Con này là Daiwa Made in Korea nha. Xả đuôi nè. Đuôi là xả nồi nè. Còn em muốn xả nhanh cái gực này xuống nha. Gật xuống là sẽ nó quay. Đó. Cái này quay nó sẽ không đá lên nha mọi người. Tự anh em gật cò lên nha. Gật cò lên này nó sẽ đi chế độ đuôi chuột này lại. Cứng nặng nè. Anh em đá xuống một cái là nó quay nhẹ nè. Đó. Phải gật cái cò lên nha. Gật lên. Rồi. Đó. Con này là con A5 nha. A5 này là cước số 2 vô được 150m. Con này size tương đương 3000, nhưng mà cái nồi này tương đương với 2000 thôi nha mọi người, còn ngoại hình thì tương đương với 3000. Con này A5 em bán với giá là 850. A5 850. Thương hiệu bay này là hàng Bichiner nha. Xả nhanh. Đó. Anh em muốn xả nhanh sao chiếc này lại nè. Này mấy anh ngoài Hà Nội thích lắm mấy cái dòng máy này nè. Con này con A5 nha. A5 giá 850. Dòng số tua 1 2 3 4 5. Để điểm lại nha. 1 2 3 4 5. Con này 5.4 nha, 5.4. 5 giá em bán 850 nha. Đấy con A6. A6 là con Shimano Aikos 4000, size 4000 nha mọi người. Con này Made in Malaysia, hàng Malaysia xuất Nhật. Mọi chức năng đều ok nha. Con này là cước số 4 vô được 150m. Quay nhẹ nha mọi người. Con này A6 em bán với giá là 750.000. A6 giá 750 nha. Rồi, A6 giá 750. Rồi, tới con A7 nha. A7 là con Shimano. Shimano Ultegra 2000. Dòng cho anh em đánh lua. Câu ISO, câu đơn. Ultegra 2000. Con này A7 nha mọi người. Con này Ultegra hàng của Japan nha. Nó chỉ chữ Japan bên đây.
Con A7 em bán giá là 850. Mô bin sống. Con này giờ hệ thống ABS nha mọi người. Quay êm nhẹ. Con này cước số 2 được 150 m. Ratio của nó là 1 2 3 4 5 5.2 nha mọi người. Ratio con máy này 5.2. Con máy A7 này em bán giá là 850 nha. A7 giá 850.000. Tới con A8. A8 cũng là Shimano Utiga 2000 nha mọi người. Con này hàng made in Japan nha mọi người. A8. Ngoại hình có hơi trước xoát nha. Cước số 3 vô được 150 m. Ratio cũng 5.2 luôn. Quay êm nhẹ nha mọi người. Bao lỗi. Mấy cái máy này đánh ngon lắm nha. Con này con A8. A8 này em bán với giá là 8. A8 này em bán giá là 850.000 nha mọi người. A8 850. Đây con A9. A9 này cũng là con Utigra 2000 luôn nha mọi người. Utigra 2000. Size 2000 nha. Cước số 2 vô được 150 m. A9 này em bán cái giá là 850 luôn nha. Mô bin sống, đổi tay trái phải đều được. Mọi chức năng thì ok, không lỗi nha mọi người. Quay êm nhẹ lắm nha. Hệ thống ABS. Con này con A9. A9 em bán giá là 850.000 nha. A9 giá 850. Tới con A10. A10 này cũng là con Shimano Utiga 2500 nha mọi người. Con này dòng của nó là dòng Haplow Pencil nha. Haplow Pencil. Thì cái dòng này là dòng phiên bản giới hạn của thằng Shimano một đời đây, cái thằng Shimano đó nha mọi người. Nhưng mà cái dòng này là dòng phiên bản giới hạn của nó. Utiga 2500 nè. SDH. Con này size 2500 nha mọi người. Con này bán giá là 850.000 luôn. Hơi xuất sắc nhiều hơn con kia. Thì con này nếu mà nó đẹp thì giá nó còn khoảng hơn 1 triệu nha mọi người. Quay êm nha mọi người. Chớn nó đi nó lẹ hơn cái hai mấy con kia nhiều lắm. Con này là cước 2.5 vô được 150 m nha. Con này con con này con A10 nha mọi người. A10 giá bán là 850.000. Đây con A11. A11 là con Shimano Biomaster 1000. Shimano Biomaster 1000 nha. Con này xài 4 vạt đạn. Cước số 1 vô được 150 m. Con này made in Japan nha mọi người. Mở cái tem này ra có chữ Japan ở đây nè.
Con này size 1000 nha. Con còn đẹp lắm. Con A11 này em bán cái giá là 750.000 nha mọi người. Con A11 này em bán giá là 750 nha. Nãy giờ em ho quá. Gatio của nó là một hai ba bốn 5.2 nha mọi người. Gatio máy này 5.2. Rồi con A11 này em bán với giá là 750.000 nha. A11 giá 750. Tới con A12. A12 là con Shimano. Shimano Steel Power 2500. Con này size 2500 nha mọi người. Size 2500. Đổi tay trái phải đều được nha. Dặn hai góc này ra, đổi tay này qua thôi. Anh em mà đổi tay báo em đổi luôn nha. Con này made in Japan nha mọi người. Con này chạy theo 5 tháng. Hệ thống là Super Ship nha. Con A12. A12 này em bán giá là 1.100.000 nha. Con này mà nếu mà nó đẹp á, giá không dưới 2 triệu con nha mọi người. Anh em chơi thì em cũng biết nha. Này nó cũ quá, em bán giá 1.100.000 nha. Mọi chức năng thì ok, không lỗi. Quay nhẹ, êm ghe. Con này cước số 2 vô được 170m. Cước 2.5 vô được 150m nha mọi người. Con A12. Gatio của nó. Đây đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Con này 5.2 nha mọi người. 5.2. Rồi, con này A12 giá 1.100.000. Tới con A13 nha mọi người. A13 là con Daiwa đi rao 2500. Con này đẹp lắm nha mọi người. Đẹp long lanh luôn. Con này made in Japan. A13 này em bán giá là 750.000 nha. Đẹp lắm nha mọi người. Con này là 4 mặt đạn. Chạy 4 mặt đạn nha. Con này size tương đương nó là size 3000. Cước số 3 được 150m nha mọi người. Êm nhẹ. Mấy cái máy này tìm mấy cái máy đẹp khó hiếm nha mọi người. Chỉ có hàng mình mua trực tiếp ở bên Nhật á, thì nó có thôi, chứ mà hàng bãi nó về thì hiếm lắm. Con này con A17 nha. Đúng không ta? 12, A13. Con này A13 nha mọi người. Con này A13. A13. Giá bán là 750.000 nha. Giá cả mấy cái máy bãi Nhật này thì nó trên nhau về cái ngoại hình nha mọi người. Nó chày thì ngoại hình giá nó rẻ, còn nó đẹp giá nó cao hơn nha mọi người. Tiếp con A14. A14 này là con Shimano Biomaster. Shimano Biomaster 4000. Size 4000. Made in Japan nha. Con này tay quay thì nó hơi bị chóc một tí.
Con này em bán giá 700 ngàn nha. Con A14 giá 700. Cước số 4 đi được 150 m. Số 4 đi được 150 m nha mọi người. Quay êm nhẹ nha mọi người. Con này con A14. A14 giá bán là 700 ngàn. Rồi, tới con A15 nha. A15. A15 là con Daiwa Goldcaster 2500. Hệ thống ABS nha mọi người. Con này size tương đương với nó là size 3000. Của Shimano. Con này made in Thái Lan nha. Tay quay đôi. Êm nhẹ mượt lắm nha mọi người. Con này con A15. Con này còn đẹp nha mọi người. A15 này em bán giá là 850 ngàn nha. A15 giá 850. Tới con A16. A16 này con là Shimano Aero. Shimano Aero 2000 nha mọi người. Con này còn đẹp nha mọi người. Nó có cần gạt luôn. Made in Sa Băng. Bóp nè. Đó. Anh em mở cái bóp mà. Bóp đây nè. Quay một cái là đá vô. Bóp này. Quay một cái đá vô. Bóp này. Quay một cái đá vô. Cây này nó con này còn mới từng con ốc nha mọi người. Mới từng con ốc luôn. Con này là A10. A16. A16 em bán giá 700 ngàn nha. A16 giá bán 700. Con này đẹp long lanh luôn. Dành cho anh em là thích sưu tầm nha. Đang chạy 3 bạc đạn. Rồi, con A16 này giá là 700 ngàn. Tới A17. A17 là con Daiwa Sportline ST2000. Con A17 này em bán giá là 600 nha. Size con này là size 6000. Size 6000 mọi người. Nó bị hơi ăn nước muối đây, không sao nha. Anh em về quấn chỉ là nó kính lại nó đẹp rồi à. Con này made in Japan, full kim loại nha mọi người. Con này A17. A17. Size tương đương 6000. A17 giá em bán là 600 ngàn nha. Giá em bán 600. Tiêu A18. A18 này là con Olympic MG 5000. Full kim loại nha mọi người.
made in Japan. Nước sơn của nước sơn của con MG5000 này á là nước sơn gam nha. Nước sơn gam nó không có bong chóc như là mấy cái con sơn bóng. Nước sơn gam này nó giống như cái nước sơn của con Daiwa SS á. Nên cái nước sơn này anh em xài không có sợ mà nó bị bong chóc nha, ăn nước muối vô tư không sợ đâu. Mấy cái dòng máy nào máy nó làm nước sơn này á, thời xưa của nó, thời mà mới ra khai danh của nó đó, thì mấy con này rất là mắc tiền. Cái dòng này sơn này là anh em không có sợ mà nó bị chóc sơn bậy bạ đâu. Nó bay màu theo năm tháng thì có chứ không bị chóc sơn bậy bạ nha mọi người. Con này con A18, size con này là size 9000. 9000. Size này size 9000 nha mọi người. Con này là cốt cho lực nha. Cốt cho lực. Con này cốt cho lực nha mọi người. Nó có cái cần gạt đây tiếng kêu không tiếng kêu nha. Quay là không tiếng nè. Đứa này qua có tiếng kêu nè. Con này con A18 giá bán là 900 ngàn nha. A18 giá 900. Đang chạy 3 bạc đạn. Đây con A19. A19 là con Olympic Vital 6000. Con này size tương đương của nó là size 12 13000 nha mọi người. Size 12 13000, máy to lắm nha mọi người. Còn mắt in da băng nha, full kim loại. Đang chạy 3 bạc đạn. Cước số 10 vô được 250 m. Cước số 10 vô được 250 m nha mọi người. Gatio là 3.2. Gatio 3.2 dành cho anh em là thích câu biển, cảo cá lớn nha. Mấy cái máy đánh bông lau ngon lắm mọi người. Máy này giờ mấy anh miền Tây đi câu bông lau á. Con này A19 nha. Con này cũng cốt cho lực nha mọi người. Con này cũng cốt cho lực luôn nha. Rồi con A19. A19 này em bán giá cũng là 900 ngàn nha mọi người. Size 12, 13 ngàn. A19 này giá 900. Tới con A20 nha. A20 này là con Daiwa Milan Mat 9000. Size con này cũng là size 10 13 14 ngàn nha. Size con này 13 14 ngàn. Con này cũng là cốt cho lực luôn nha mọi người. Cốt cho lực nha. Con này made in Japan. Con này em bán giá là 1.600.000 nha. 1.600.000. Con này nó có cần gạt ở dưới đây nè. Quay qua này không kêu nè, quay không kêu nè. Anh em muốn nghe kêu ghe ghe thì gật này lại nha. Mọi chức năng đều ok nha mọi người, không lỗi.
Con này con A20 nha. A20. Gatio con này 1 2 3 3.2 nha. Gatio này 3.2. Con này A20 giá 1.600.000. Rồi, anh em mà lấy con số máy cứ alo trực tiếp cho em nha. Anh em nào lấy thì alo nha. Còn anh em nào mà thấy giá nó không ổn á thì anh em có thể đừng bình luận ở phía dưới tiêu đề giúp em nha. Rồi, em cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.